Tết cái nồi đó là trong đâu kim. Ừ. Nhà xuống nhìn đây nè. Dặn nó lên gần 200 luôn á. Còn cái nồi zin á nó chạy tới đây à. Nó có lú qua được phải không? Nhưng mà anh làm nồi đúng rồi nó qua luôn. Bất kim luôn. Ừ. Cái nồi gì đó, đây xe SH của Idol Vinh Phan đang làm. Rồi. Rồi anh kia anh em. Đó là xe nồi nhiều quá.